Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách làm mới sofa để đón xuân năm mới. Và mình tin chắc chắn rằng đây cũng là chủ đề mà đang được rất nhiều các bạn quan tâm hiện nay. Làm sao có thể thay đổi một diện mạo mới cho bộ ghế sofa phòng khách để đón một cái Tết an khang, thịnh vượng và may mắn. Và nếu như bạn đã có nhu cầu làm bóng mới cho những bộ ghế sofa da, hay đơn giản hơn, thay đổi một diện mạo cho những bộ ghế sofa nỉ, thì những vấn đề đó sẽ được giải đáp thông qua video dưới đây. Hãy theo dõi video để lựa chọn được cách làm phù hợp nhất đối với những bộ ghế sofa của gia đình nhà mình. Mình sẽ đi về từng loại sofa một. Trước tiên là cách làm mới sofa nỉ. Nếu bạn đã quá quen thuộc với tông màu cũng như là về kiểu dáng của bộ ghế sofa nỉ của nhà mình rồi và bạn lại không muốn tốn quá nhiều thời gian cũng như là tiền bạc để thay một bộ ghế sofa mới hoặc là tự vệ sinh sofa nỉ tại nhà hoặc là mang bộ sofa nỉ của mình đi giặt tại các tiệm và bạn muốn thay đổi một diện mạo mới cho những bộ ghế sofa nỉ của nhà mình và để đón được một cái Tết thật là hoàn mỹ và toàn đồ mới. Và Amia sẽ mách bạn sử dụng đến vỏ bọc sofa nỉ tại nhà. Với loại vỏ bọc nỉ này sẽ giúp bạn biến một bộ sofa cũ thành một bộ sofa mới với một tông màu áo hoàn toàn mới lạ. Đặc biệt, chúng còn đáp ứng về tính thẩm mỹ và giúp bạn tiết kiệm được chi phí khá là nhiều. Chắc chắn rằng bạn đang tò mò và chưa hình dung ra được vỏ bọc nỉ này trông như thế nào và cách bọc chúng như thế nào. Hãy theo dõi tiếp phần dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn cũng như sẽ hướng dẫn bạn cách bọc sofa nỉ tại nhà.
vậy đối với những gia đình đang sở hữu những bộ sofa da thì sao nhỉ? Ngoài việc tổng vệ sinh sofa hàng ngày hoặc vào những dịp lễ thì việc biến chúng thành một bộ sofa mới như ban đầu gần như là điều không thể. Bạn chớ vội, Amia sẽ hướng dẫn bạn cách làm mới bóng sofa da trở lại vị trí như lúc bạn mới mua. Hãy theo dõi tiếp phần dưới đây của chúng tôi. Trước tiên, bạn cần làm sạch bộ sofa của nhà mình trước. Bạn có thể dùng một chiếc khăn khô để vệ sinh mọi vết bẩn ở các góc cạnh của sofa. Sau đó, hãy nhìn xem có những vết bẩn nào cứng đầu. Và nếu đối với những vết bẩn cứng đầu đó thì bạn có thể sử dụng dung dịch pha loãng, rửa xà phòng và dầu rửa bát. Hoặc sử dụng dung dịch Kana, bạn có thể mua ở tại các cửa hàng. Và dùng một chiếc khăn sạch nhúng vào dung dịch, sau đó rồi lau vào vết bẩn. Và cuối cùng hãy dùng khăn sạch để lau lại chúng. Với cách làm như trên chỉ đảm bảo được tính vệ sinh cho bộ sản phẩm chứ chưa khiến bộ sofa da trở nên bóng bẩy và mịn màng được. Bạn hãy làm thêm một bước nữa. Hãy sử dụng thêm nọ bôi dưỡng Sapphire. Sau khi bôi lên bộ sofa, nó sẽ khiến bộ sofa trở nên bóng và ban đầu. Đây cũng là sử dụng nhiều để bảo dưỡng các loại da, ví dụ như giày da hoặc các loại chất liệu được làm từ da. Trên đây, mình đã chia sẻ về cách làm mới sofa da và nỉ một cái Tết năm 2021 làm sao được an khang và thịnh vượng nhất. Bạn thấy video này thế nào? Nó có ý nghĩa dành cho bạn chứ? Và nếu như bạn muốn nhận được nhiều thông tin bổ ích giống như video này thì hãy like và đăng ký kênh của Amia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo. We'll be right back.